tem này em yêu. 8 muối. Giờ em có thể chụp hình được rồi đây. Em sẽ đem về ngắm. Được đấy. Ôi Chúa ơi. Chào các bạn. Mùa hè là thời điểm tuyệt vời nhất trong năm đối với hầu hết chúng ta. Nếu bạn là một fan hâm mộ mùa hè thì bạn sẽ rất thích đi biển đúng không nào? Thưởng thức những bãi biển và sự tĩnh lặng của bờ biển. Chỉ cần nghe từ biển là đủ làm tôi nghĩ đến những điều tốt đẹp như tắm nắng, chụp ảnh, nhào lộn, vân vân. Nhưng mọi người dường như quên rằng vẻ đẹp và sự nguy hiểm luôn đi song hành với nhau. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cho bạn biết về một số bãi biển bạn nên tránh xa. Một chuyến du lịch những nơi này có thể gây hại cho bạn hoặc thậm chí giết chết bạn. Bắt đầu nào! Bãi biển Virginia. Chúng ta có thể tưởng tượng được bất cứ điều gì về bãi biển, đặc biệt là một bãi biển của Mỹ. Đôi lúc bạn nghĩ rằng những sự nguy hiểm trên bãi biển có thể đến từ sinh vật dưới nước hoặc do thay đổi thời tiết. Nhưng bãi biển Virginia ở Đại Tây Dương này nắm giữ kỷ lục Guinness về số lượng lớn các cuộc tấn công của các loài cáo hoang dã trên thế giới. Tôi nghĩ rằng bạn không thể nào tưởng tượng được điều này. Bãi biển Virginia và thành phố lân cận được coi là một trong những khu nghỉ mát sạch nhất tại Hoa Kỳ. Nhưng những công viên gần đó là nơi trú ngụ an toàn của tất cả các loài động vật hoang dã. Những con cáo hoang dã có lông thú là một trong những con thú hung dữ nhất ở nơi này. Và đôi khi chúng thích tấn công khách du lịch và làm hỏng kỳ nghỉ của họ. Vịnh Ripoh, Hồng Kông. Theo như lời của người dân địa phương, bãi biển này được biết đến như là nơi cư trú của loài chim hải âu biển. Nhưng sự thật nhiều năm trở lại đây thì không có bất kỳ con hải âu biển nào ở đây cả. Vì mức độ ô nhiễm của bãi biển là hơn 9.000. Một cuộc tái thiết toàn cầu của bãi biển bắt đầu vào đầu thế kỷ 20 và vẫn còn đang diễn ra đến ngày hôm nay. Với hậu quả khá nghiêm trọng cho hệ sinh thái, nhiều chất thải được ném ra biển và các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng nguồn nước chứa đầy các chất thải hóa học. Mặc dù nhìn chung phong cảnh rất đẹp, tuy nhiên tất cả các loài tảo và vi khuẩn, các loài động vật khác sống trong vùng nước này đã bị giết chết vì sự ô nhiễm nguồn nước. Người dân cố gắng tổ chức các đợt dọn dẹp nhưng họ đã không thành công. Vì vậy, bạn có lẽ không nên chọn nơi này cho kỳ nghỉ tiếp theo của bạn. Bãi biển Cape Town, Australia. Bãi biển này rất hấp dẫn kể cả du khách và các loài bò sát khổng lồ. Cá sấu chính thức nằm dưới sự bảo vệ của chính phủ và không được phép săn bắt chúng. Tuy nhiên, cá sấu đã sinh trưởng và sản sinh rất nhiều và trở thành những con vật hung dữ. Những người đã bị cá sấu tấn công, họ đang yêu cầu chính phủ bãi bỏ lệnh cấm và cho phép mọi người săn bắt cá sấu. Chính phủ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng dù sao, hầu hết tất cả các vụ tấn công ở Queensland, đặc biệt là bãi biển Cape Town, trong 25 năm qua đã có hơn 10 cuộc tấn công cá sấu chết người trong khu vực này. Vì vậy, mọi người nên cẩn thận khi đi du lịch đến nơi này. Bãi biển Zipolite. Chúng ta không thể tưởng tượng rằng bãi biển nhỏ yên tĩnh và đẹp của Mexico với màu ngọc lam và trắng nhưng có thể che giấu một mối đe dọa nghiêm trọng như vậy. Người dân địa phương cố gắng tránh xa nơi này, đặc biệt là từ tháng 4 cho đến tháng 6. Trong khoảng thời gian này, một dòng nước ngầm dưới biển sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó ẩn dưới bề mặt và không thể nhìn thấy khi đứng trên bờ. Sức mạnh của dòng chảy có thể mang cả một người đàn ông trưởng thành xuống biển. Những tảng đá và những vách đá trong nước khá đẹp, nhưng cũng là mối đe dọa cho những người bơi lội. Chính phủ của Mexico đã phát động một chương trình cứu hộ trong khu vực và đã rất thành công. Trong năm 2010, đã có hơn 180 người được cứu sống sau khi họ bị cuốn đi. Trong hiện tại, có những du khách lười nhác đã bỏ qua những dấu hiệu của cảnh báo và hầu như họ phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Bãi biển Phiphidon, Thái Lan. Hoàng đảo của Thái Lan là một nơi rất thu hút khách du lịch nhờ vẻ đẹp của nó và khả năng giải tỏa stress rất tốt. Một trong những bãi biển phổ biến nhất để nghỉ ngơi ở đất nước này là bãi biển Don. Trong hòn đảo nhỏ này, bạn có thể thư giãn dưới ánh mặt trời và bơi trong vùng nước tuyệt đẹp, một nơi đáng nhớ. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận khi bơi nơi đây. Các vùng biển trong hòn đảo này có các con rắn dưới nước mà chúng thì luôn sẵn sàng để đe dọa bạn đến chết và tấn công bạn nếu cần thiết. Đã có vài trường hợp con rắn bò ra biển và làm cho những du khách một phen khiếp vía. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên cẩn thận bởi vì rắn độc không phải là trò đùa. Queensland và hòn đảo TV ở Úc. Những bãi biển ở Úc được xem là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Có hai lý do cho sự nguy hiểm này là cá mập và loài sứa hộp. Nhiều du khách không biết về sự hiện diện của những con sứa ở nơi này. Những sinh vật này có nọc độc là một trong những chất độc mạnh nhất trên thế giới. Các tế bào chết của những sinh vật này có thể dễ dàng đốt cháy bạn, nhưng trong một số trường hợp nó có thể giết chết một người chỉ trong vài phút. Chúng đặc biệt nguy hiểm, bởi vì vậy nên chúng ta phải để ý trong các cơn sóng. Khi bơi lội phải rất cẩn thận nếu vì một lý do nào đó bạn sẽ gặp những sinh vật này.
Những nơi chúng xuất hiện nhiều nhất là các vùng biển và các hòn đảo Tiwi và bờ biển của Queensland và miền Bắc nước Úc. Nhưng chúng tôi không muốn làm bạn sợ, vì vậy chúng ta phải nói rằng các cuộc tấn công cổ sứa thường không có kết quả gây tử vong. Trẻ em nên đặc biệt cẩn thận vì hệ miễn dịch của các em không đủ mạnh để chống lại các vết bỏng. Nó đáng chú ý rằng vào mùa hè những bãi biển không phải là quá nguy hiểm, nhưng trong các mùa khác, rủi ro lại càng lớn hơn. Quên những con sứa đi, bạn có thể tích cực hơn, vì vậy nó có thể là tốt hơn nếu bạn ở lại trên bờ. Fish Hub Nam Phi. Bạn phải đồng ý rằng mối đe dọa phổ biến nhất và được biết đến trên biển là cá mập. Trong số những bãi biển nguy hiểm nhất bị ảnh hưởng bởi cá mập trên thế giới, chúng ta nên đề cập đến vịnh của bán đảo Cape ở Cape Town. Vùng nước nơi đây là nhà của một loại cá mập ăn thịt, được biết đến như là cá mập trắng khổng lồ. Khi mùa hè bắt đầu, những sinh vật trở nên không thân thiện và thậm chí còn bị kích thích hơn. Vì nhiệt độ cao nên chúng trở nên hung dữ và do đó gây nguy hiểm cho khách du lịch. Từ những năm 60, chính phủ Nam Phi đã lắp đặt một loạt các mạng lưới dưới nước trong khu vực Fish Hub để bảo vệ cả khách du lịch và cư dân khỏi cá mập. Tuy nhiên, mối đe dọa vẫn còn đó. Trong năm 2010, đã có hơn 21 vụ tấn công từ cá mập. Vì vậy, điểm đến của kỳ nghỉ tiếp theo của bạn là nơi tuyệt vời này. Bạn nên quan sát thật kỹ và không bơi quá xa bờ. Trên đây là video 7 bãi biển nguy hiểm nhất trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, mời bạn hãy like và share. Và cũng không quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.